Mình thấy là cái dịch vụ in ấn của các bạn ở miền Nam ấy thì phát triển hơn miền Bắc rất là nhiều. Chắc chắn rồi, bởi vì là mình thấy số lượng tìm kiếm thông tin các thứ ấy thì ở miền Nam ấy, cái dịch vụ in ấn ấy nó phải phát triển hơn miền Bắc rất là nhiều. Hơn rất là nhiều. Rồi. Đó, máy nó đang test mực này, đợi nó test mực lại. Rồi, ở đây này. Thì các bạn muốn chuyển về nó dọc ấy thì các bạn phải chuyển dọc cả hai cái này này, tờ giấy dọc rồi này, bây giờ chuyển cả cái phôi của nó cũng thành phôi dọc luôn. Chỉnh ở đây là -90 hoặc là các bạn bấm là -90 nó sẽ đảo lại, và các bạn có thể là trừ hoặc là các bạn có thể là bấm là 90 thì nó sẽ đảo ngược lại. Thì cái này ấy các bạn chú ý này, nếu mà cái khổ giấy của nó mà cái khổ giấy như lúc nãy của mình đấy, cho các bạn xem ấy, cái khổ giấy này nó không theo từng tuần tự nào nào cả, thì các bạn in chiều nào ngược lại cũng được. Nhưng mà nếu mà các bạn có một số khổ giấy ấy, nó in theo đúng chiều của nó thì vào cái hình trái tim ra thì nó mới chuẩn đây, thì các bạn sẽ lật ngược đúng theo cái chiều của nó mà. Nhưng mà cái này mình in theo kiểu chiều nào cũng được. Tại sao mình lại in chiều dọc? In chiều dọc ấy, thì các bạn cho cái khổ giấy xuống nó không bị kéo về hai bên. Còn nếu mà các bạn cho cái khổ, cho cái thẳng đứng vào ấy, có như là cho cái ngang xuống ấy thì nó cái bề của nó kéo xuống ấy thì nó hay bị vênh giấy, bởi vì là cái chiều nó xuống nó rất là rộng vậy ạ. Có nghĩa là khi các bạn cho cái này xuống ấy thì nó sẽ bị kéo ở hai cái này này. Đấy. Khi các bạn kéo lên là một chiều là nó sẽ có thể bị kéo qua như này. Vậy ạ, nó bị lệch. Cho nên ấy, để nó chiều dọc như này ấy, nó sẽ nói chuẩn hơn và nó không ai bị lệch. Dạ. Bây giờ các bạn có cho vào in 100 tờ. Như chẳng hạn, cho vào in 100 tờ này. Đấy. Thì nó sẽ không bị lệch. Không bị lệch, các bạn chú ý nha. Đây. Đó. Bây giờ các bạn cứ test ra, mình sẽ test ra thử cái tờ này lúc nãy này. Đấy. Xong. Đây thử nha. Sau đó các bạn sẽ đổi lại cái khổ giấy thành cái khổ giấy dọc, hiểu chưa? Thành cái khổ giấy dọc, à sorry. Đây, của giấy dọc đây. Yeah, chọn OK, chọn Apply, chọn Link, Follow, Sorry này. À, chầm thì đây này, vẫn là cái khổ này này. Đó, sau đó kéo lên. Cái này là tùy theo mình đặt kích thước thôi. Ví dụ như ở đây này, nếu mà chọn lệnh máy in đây, ở trong này các bạn đã đặt cái lệnh máy in là 30 trước rồi, 15 sau, cho nên các bạn vẫn phải là chọn cái khổ ngang. Lẽ ra ở đây các bạn phải đặt là cái chế độ đó chính là 15 trước 30 sau. Và sau đó các bạn sẽ chuyển về chế độ khổ giấy dọc. Nhưng mà ở đây là mình đặt 15 trước, 30 trước và 15 sau, cho nên bắt buộc phải chọn khổ giấy ngang. Các bạn hiểu ý chưa? Không các bạn lại hiểu là tại sao giấy dọc lại chọn khổ giấy ngang. Bởi vì là mình set up theo cái kiểu giấy mà, bởi vì mặc định theo kiểu giấy nào trước mà. Được rồi. Đó. Bây giờ xem cái nào nữa nó còn ấy, đây này, bên này này, đã xong này. Rồi bây giờ mình sẽ thử in tờ nhá, enter, chạy. Các bạn xem ở góc trên của màn hình của mình, đó, nó đang in ra. Đấy. Có một số bạn bảo đầu tư về cái in ấn đầu tư cũng được nha, bạn nào thích đầu tư in ấn cũng được nha. In ấn là một ngành nó cũng khá hot hiện tại. Đây này, được chưa? Đó, nó in nó rất là nét. Các bạn phải chỉnh mực theo kiểu như lúc nãy mình chỉnh theo màu gamma màu của hãng Adobe RGB ấy. Đồng bộ bộ ba màu ấy thì nó sẽ chất hơn. Mình sẽ in test một lần nữa này. Đấy, cho cái này xuống này.
Và bây giờ nhấn OK này. Được chưa? OK, thấy hợp lý chưa? Hợp lý thì bây giờ in ra. Nhìn thấy hợp lý chưa? Đấy, hợp lý và bây giờ các bạn sẽ print ra. Đấy, OK chưa? Rồi. Xem nào. Bây giờ xem lại xem. Nếu mà các bạn muốn chỉnh ấy, ở đây ấy, thì các bạn sẽ phải chỉnh vào phần user lại này. Kích vào đây này thì các bạn đổi lại cái này là 150 đó, 150. Ở dưới này các bạn sẽ chọn là 300. OK, được chưa? Và ở đây sẽ là 15. Ở đây 15 này. Và bên này sẽ là 30. Và đây ạ. Và bấm set lại thì chọn OK. Và lúc này thì các bạn phải chuyển về chế độ của giấy dọc và chọn OK và chọn apply. Bây giờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nó vẫn là dọc Hoàng ạ. Cái quan trọng nhất đấy là của các bạn đấy, các bạn cái ngang này nó phải trùng với cái này. Đây là nó đang ngang thì các bạn chọn nó dọc. Và các bạn đặt cái của giấy nữa. Đấy, hiểu không ạ? Rồi bây giờ sẽ dồn vào này. Bây giờ mình sẽ in một điều. Điều gì sẽ xảy ra sau này? Các bạn phải ước chừng được cái máy in của các bạn. Các bạn nó chỉ in trong tầm ngắm là khổ bao nhiêu. Đấy, sau đó các bạn sẽ ước chừng nó in ra như thế. Và ở đây ấy, đây này, đấy này, chọn cái này này. Đấy, đập lên thì nó sẽ động lên. Đó. Đập này, nó động lên cho nó. Đấy. Thì ra à, rất hay phải không ạ? Link này, review này. Đấy chưa ạ? Bây giờ các bạn sẽ dồn ra này. Đấy, thấy chưa? Rất hay phải không ạ? Bây giờ các bạn nhấn vào link. Bây giờ nó cũng in thử ra một tấm này. Đây này. Đó. Bây giờ các bạn sẽ xem cái điều gì nó sẽ xảy ra. Đấy, các bạn biết không ạ? Các bạn phải hiểu rõ nó hoạt động, cái máy in nó hoạt động này. Ví dụ như chiều ngang thì nó cũng theo đúng cái quy luật của nó. Đây này, mình hướng dẫn này, hướng dẫn chi tiết này. Thì các bạn, nếu mà các bạn chép chiều ngang ấy, thì chiều ngang nó chỉ là, lớn nhất của nó chỉ là 29.7. Thì 29.7. Thì nếu mà các bạn chọn chiều ngang ấy, chọn chiều như lúc nãy ấy, thì in ra nó sẽ bị mất một chiều.
thì các bạn phải chọn chiều đúng của giấy dọc, và đúng của này cũng là dọc, thì các bạn test ra nó sẽ bình thường. Còn ở chế độ in, mà chế độ in in giấy bình thường ấy, in giấy mỏng ấy, giấy A4 là giấy bình thường, các bạn nên chọn text hoặc là text email. Các bạn chọn photo hoặc là best photo là các bạn chết ngay, bởi vì in chế độ rất chậm. Cái chất lượng in rất là chậm, nó phụ thuộc vào ở chế độ size khi các bạn chọn cái khổ định dạng, cái khổ giấy của nó. Rồi, ok, được chưa? Đó. Và như thế, cái này các bạn sẽ chỉ cần plug ra thôi. Và các bạn sẽ đặt cái khổ giấy là đây là hoàn thành, anh ạ. Hoàn thành thì gọi là cái in theo chiều dọc. Đấy, đặt như này để chúng nó bị in theo chiều dọc. Chiều dọc. Và in theo chiều dọc thì các bạn sẽ đặt là 15 nhân chống một cái nhân 30 cm, chọn enter. Được ạ. Và chọn đúng Corian 12 để cho Corian 12 cũng có thể đọc được. Và test luôn. Được ạ. Mình sẽ test này. Cái dòng máy in này chạy tốt lắm các bạn. Máy in này, cái dòng máy in này nó có thể chạy là nó có thể chạy liên tục, không như dòng máy Canon nó phải đưa phải dừng thôi. Nó phải dừng. Còn cái mẫu này là mẫu quá là đẹp luôn. Cái mẫu này là thiết kế theo chuẩn mới. Khác biệt trên cả khác biệt, không có mẫu nào giống như mẫu này. Các bạn thiết kế bằng cái phần mềm Corian X7, hiện tại có phần mềm Corian X8 rồi. Rồi ok nha. Còn nếu mà bạn, nhiều bạn vẫn hỏi là máy in, thì máy in thì chọn máy in Epson cho nó máu. Đã máu là không cần hỏi bố cháu là ai. Được chưa? Đó, chọn cái dòng này đắt tiền nó một chút, nhưng mà nó chất lượng nó tốt hơn. Được chưa? Đó.